Ngày 4 tháng 6, bác sĩ Ngô Văn Tán, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết bệnh nhân NHT, nam sinh năm 1982, mắc COVID-19 tại Hà Nội, từng đến ăn trưa tại nhà hàng ở phường 6, thành phố Bến Tre. Ngành Y tế Bến Tre phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương truy vết được 21 trường hợp F1, đã đưa cách ly tập trung 14 người, còn 7 người đang kêu gọi cách ly và 46 trường hợp F2. Hiện công tác truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân trên đang được tiếp tục. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre đã thông báo khẩn đến người dân từng đến nhà hàng nơi bệnh nhân NHT từng tới ăn trưa. Trước đó, vào tối ngày 3 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre nhận được thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM về trường hợp bệnh nhân NHT ngụ thành phố Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 30 tháng 5, bệnh nhân trên có đến nhà một nhà hàng ở phường 6, thành phố Bến Tre ăn trưa. Sau khi về Hà Nội, bệnh nhân hay tin công ty nơi bệnh nhân làm ở TP.HCM có người mắc COVID-19 nên tự cách ly tại nhà. Ngày 2 tháng 6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 6 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm ngày 3 tháng 6, ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã tạm thời phong tỏa nhà hàng này. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.